Thưa quý vị, Tổng thống Nga Putin đã phát biểu tại một hội nghị ở Vladivostok rằng ông tôn trọng sự lựa chọn người kế nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi bà Kamala Harris làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ mới. Ngày 5 tháng 9, khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới vào tháng 11. Ông Putin nói với khán giả rằng ông ngưỡng mộ tiếng cười lây lan của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris và ông tôn trọng sự lựa chọn của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden khi ủng hộ bà làm người kế nhiệm. Trong phiên họp toàn thể của diễn đàn, ông Putin được hỏi liệu ông có ứng cử viên yêu thích nào trong cuộc bầu cử hiện nay khi ông Joe Biden, người mà ông Putin từng ủng hộ, đã bỏ cuộc hay không. Ông cũng được hỏi liệu ông có gọi điện chúc mừng người chiến thắng cuối cùng vào tháng 11 hay không. Ông Putin trả lời rằng đã lâu rồi ông không có bất kỳ liên lạc trực tiếp nào với các nhà lãnh đạo châu Âu hay Mỹ và lưu ý rằng việc chọn ra một ứng cử viên được yêu thích trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ không phải là nhiệm vụ của Nga mà là nhiệm vụ của cử tri Mỹ. Tuy nhiên, ông Putin nhớ lại rằng trước đó ông đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổng thống Nga lưu ý rằng ông Biden đã nói với những người ủng hộ ông hãy ủng hộ bà Kamala Harris trong cuộc đua. Và vì thế, Moscow sẽ làm như vậy và ủng hộ Phó Tổng thống vào tháng 11 tới. Theo Anadolu Agency, trong ngày 1 tháng 9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra nhận xét về hai ứng viên Tổng thống Mỹ hiện tại, bà Kamala Harris và ông Donald Trump. Ông Peskov cho biết, Nga không có ứng viên ưa thích nào. Tuy vậy, ứng viên của Đảng Dân Chủ dễ đoán hơn so với ông Donald Trump. Việc Tổng thống Putin nói rằng ông Biden là một chính trị gia dễ đoán có thể áp dụng với hầu hết các thành viên của Đảng Dân Chủ, bao gồm cả bà Harris. Quan chức Điện Kremlin nhấn mạnh, quan hệ song phương Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất trong lịch sử và không có triển vọng phục hồi dù cho ứng viên nào thắng cử. Bên cạnh đó, ông Peskov cũng bác bỏ tuyên bố về việc kết thúc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ của ông Donald Trump. Ông nói, không có cây đũa phép nào có thể làm điều đó trong một đêm. Ở chiều ngược lại, trong một sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania vào cuối tuần qua, ông Donald Trump đã tuyên bố rằng việc cải thiện quan hệ với Nga và Triều Tiên là một bước đi thông minh. Ông Donald Trump nói, tôi có quan hệ cá nhân tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hãy nhớ rằng, tôi là người đã bước qua biên giới Liên Triều và tôi cũng đánh giá cao năng lượng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Có một quan hệ tốt với Triều Tiên không phải là điều tiêu cực. Cũng theo ông Trump, Mỹ nên cố gắng cải thiện quan hệ với Nga, đồng thời chỉ trích quyền Tổng thống Joe Biden vì đã làm căng thẳng giữa Washington và Moscow gia tăng. Ông Trump nhận xét, việc duy trì quan hệ hòa hợp với Nga không có hại, đây là điều thông minh. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực thích ứng với những thay đổi mới trên chính trường Mỹ trong bối cảnh ngày bầu cử chưa đầy 4 tháng nữa sẽ diễn ra. Kênh CNN dẫn tiết lộ từ một cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết lịch trình sắp tới của cựu Tổng thống Mỹ sẽ điều chỉnh so với trước đây. Dự kiến từ ngày 5 tháng 11, ông Trump sẽ tổ chức một số buổi vận động tranh cử vào mỗi tuần, nếu không muốn nói là hàng ngày. Lịch trình của cựu Tổng thống 78 tuổi trong tuần này là minh chứng rõ ràng nhất. Sau khi tham dự và phát biểu tại một hội nghị của Hiệp hội Vệ binh Quốc gia tại thành phố Detroit, bang Michigan vào ngày 26 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục có bài phát biểu về kinh tế ở tiểu bang này vào ngày 29 tháng 8 và tham gia một cuộc họp ở bang Wisconsin vào tối cùng ngày. Ngày hôm sau, ngày 30 tháng 8, ông Trump sẽ tổ chức một buổi vận động tại bang Pennsylvania, rồi bay thẳng đến thủ đô Washington DC để phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Joyful Warriors của tổ chức bảo thủ Mom for Liberty. Sự tăng tốc trên diễn ra khi cựu Tổng thống 78 tuổi đồng thời chuẩn bị cho cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, trong cuộc đua Nhà Trắng năm nay. Ông Trump được cho là đang âm thầm thảo luận chính sách với các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa, các chuyên gia chính sách cùng các đồng minh khác nhằm nghiên cứu đối thủ và điều chỉnh thông điệp tranh cử trong bối cảnh mới. Theo tiết lộ của một số cố vấn cấp cao, chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện xem giai đoạn sau Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ là cuộc chạy đua nước rút toàn diện đến tháng 11. Đội ngũ của cựu Tổng thống Mỹ gần đây đã tăng cường hoạt động chính trị của mình bằng cách bổ sung thêm các cố vấn mới, trong đó có Corey Lewandowski, người quản lý chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump. Phản ứng tuyệt hậu bất nhất của cựu Tổng thống Trump trước những thay đổi từ đối thủ cũng làm khó các chính sách từ đội ngũ của ông cho tình hình mới. Nhiều đồng minh đã cảnh báo ông Trump nên tập trung vào việc phổ biến chính sách hơn là công kích cá nhân, đồng thời thúc giục ông xuất hiện trước cử tri thường xuyên hơn. Ngay cả việc chọn điểm tổ chức vận động, như nên hay không đến các bang cực đỏ như Montana hoặc cực xanh như New Jersey và bỏ qua các tiểu bang chiến địa trong nhiều ngày cũng khiến phe Cộng Hòa phải đau đầu. Dù vậy, các sự kiện tuần này đánh dấu một trong những giai đoạn hoạt động tích cực nhất trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng lần thứ 3 của cựu Tổng thống Trump.
Kể từ khi được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng viên Tổng thống hồi tháng 3, ông Trump duy trì lịch trình vận động tranh cử khá nhẹ nhàng, khi chỉ tổ chức một hoặc hai buổi meeting mỗi tuần và ít khi xuất hiện trước công chúng. Lịch trình như trên dường như không có vấn đề gì khi đối thủ của cựu Tổng thống Mỹ là Tổng thống Joe Biden đã 81 tuổi và không còn đủ sức thu hút cử tri. Nhưng trước các đối thủ mới là Phó Tổng thống Kamala Harris và Tổng thống bang Minnesota Tim Walz, người sẵn sàng đi khắp các bang chiến địa và có khả năng tập hợp đông đảo quần chúng, thay đổi là điều vô cùng cần thiết. Theo kênh truyền hình CNN của Mỹ, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump đang nỗ lực làm suy yếu hình ảnh của Phó Tổng thống Kamala Harris khi cuộc đua vẫn đang trong giai đoạn sôi động trước ngày bầu cử ở Mỹ. Trong 9 tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, cựu Tổng thống Donald Trump đã sử dụng chiến thuật tấn công chính trị mạnh mẽ, tương tự như chiến dịch của ông vào năm 2016, nhằm làm suy yếu bà Harris, dù các cố vấn đã khuyên ông tập trung vào các vấn đề chính như giá cả tăng cao và nhập cư. Theo đó, ông Trump đã lợi dụng các thảm kịch nước ngoài để cáo buộc bà Harris chịu trách nhiệm về sự thiệt mạng của binh sĩ Mỹ ở Afghanistan và vụ sát hại con tin ở dải Gaza. Ông Donald Trump cũng ngầm chỉ trích nguồn gốc chủng tộc hỗn hợp của bà Harris, ám chỉ rằng bà thiếu trung thực và có những thay đổi chính sách không nhất quán. Ông Donald Trump còn cáo buộc bà Harris sẽ cắt giảm các quyền lợi an sinh xã hội và mở cửa cho hàng triệu người di cư không có giấy tờ. Trong một động thái lặp lại chiến lược trước đây của Đảng Cộng Hòa, ông Trump và những người ủng hộ cảnh báo rằng cuộc bầu cử sắp tới có thể không tự do và công bằng. Một luận điệu gợi nhắc đến cáo buộc không chấp nhận kết quả bầu cử nếu ông thua cuộc. Ông Trump cũng đã thay đổi chiến lược về quyền sinh sản nhằm thu hút cử tri nữ. Tuy nhiên, uy tín của ông Donald Trump có thể đã bị ảnh hưởng sau khi tòa án tối cao lật ngược quyền phá thai trên toàn quốc. CNN cho rằng những nỗ lực tấn công bà Harris của ông Trump phản ánh nỗ lực tìm cách phá vỡ hình ảnh đối thủ và làm giảm triển vọng của bà Harris trong mắt cử tri dao động. Trong hai cuộc bầu cử trước, ông Trump chưa bao giờ vượt quá 49% số phiếu bầu ở các bang như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Vì vậy, ông Donald Trump phải dựa vào chiến lược làm suy yếu hình ảnh của bà Harris để giành chiến thắng thay vì thu hút cử tri mới. Tuy nhiên, cách tiếp cận của ông Trump cũng mang đến những rủi ro. Những động thái của ông Trump có thể củng cố cảnh báo của bà Harris rằng người Mỹ đang mong muốn sự ổn định và muốn quên đi sự chia rẽ và hỗn loạn do ông gây ra. Dù Phó Tổng thống Harris đã tạo thế cân bằng cho cuộc đua tranh cử, chiến dịch của bà cũng nhận thức rõ thách thức của ông Trump. Giám đốc chiến dịch của bà Harris, Jennifer O'Malley Dillon, đã cảnh báo rằng 65 ngày tới sẽ rất khó khăn, nhưng nhấn mạnh bà Harris có nhiều con đường đến Nhà Trắng. Do đó, bà Harris đang tập trung vào các vấn đề kinh tế quan trọng, tiếp cận với cử tri là công nhân và nỗ lực thu hút các nhóm cử tri truyền thống của Đảng Dân Chủ. Bà Harris đã vận động ở Detroit và Pittsburgh cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden vào Ngày Quốc tế Lao động, nhấn mạnh tầm quan trọng của các thành viên công đoàn trong cuộc bầu cử này. Sự hiện diện của bà Harris tại các khu vực quan trọng phản ánh chiến lược vận động tập trung vào nhóm cử tri mà ông Donald Trump đang cố gắng giành giật. Có thể nói, cuộc tranh luận trực tiếp giữa bà Harris và ông Trump sắp tới tại Philadelphia vào ngày 10 tháng 9 sẽ là một trong những bước ngoặt quan trọng của cuộc đua. Những nỗ lực của ông Trump nhằm khẳng định bà Harris theo hướng tiêu cực đã thất bại ban đầu. Nhưng cường độ tấn công cho thấy ông Trump không sẵn lòng từ bỏ chiến lược đó. Ứng cử viên Harris cũng đang bị Đảng Cộng Hòa chỉ trích vì thiếu chính sách cụ thể và thay đổi lập trường về các vấn đề như khai thác khí đá phiến và nhập cư. Tuy nhiên, cách tiếp cận trung dung của bà Harris đang gây áp lực ngược lại lên ông Trump và làm suy yếu nỗ lực của ông Trump nhằm tung ra một cuộc tấn công quyết định.